Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Plants vs Zombie 1 nhé. Ở tập trước chúng ta đã lấy được cây gốc cây lửa. Và tập này mình sẽ sử dụng nó kết hợp với đậu ba đầu. Không thể thiếu bèo được. À, màn này như không có cái xe gì đó nhỉ. Dùng cherry lổ đi. Chỉ dùng đậu ba đầu thôi. Và dùng con này. Một con câu giờ nữa. Ok, vào làm. Những bài nhạc của Plants vs Zombie để nghe rất là gợi nhớ về quá khứ. Gốc cây lửa à? Gốc cây lửa à? Cái gốc cây lửa như là sẽ biến cái viên đạn của cây đậu được đốt cháy và sẽ tăng gấp đôi sát thương của viên đạn đó. Ví dụ là bình thường mọi người bắn ví dụ nhá, 10 viên chết một zombie đi. Khi mà kết hợp với gốc cây lửa thì sẽ chỉ bắn 5 viên thôi. Rất là ok luôn. Hoa mặt trời của chúng ta. Chúng ta đã được một hàng rồi. Được rồi, một hàng. Cần một cây mìn khoai tây. Và chúng ta chuẩn bị dùng kết hợp với đậu ba đầu ấy nhỉ. Mà này có hai cái lão thôi. Bùm, xuất đao. Ba trăm hai mươi năm còn 100 cái nữa, 4 cái mặt trời nữa. Ok, dùng đậu ba đầu luôn đi. Cái đậu ba đầu này có cái thiết kế rất là đẹp. Đó, chưa kịp đủ mặt trời nó đã hồi rồi kìa. Mình thích cây đậu ba đầu này hơn là cái cây đậu hai đầu và bốn đầu. Tôi cho ăn quả mìn khoai tây đi nhờ. Cái đậu lửa này mình sẽ cho mỗi hàng một cái cây lửa này. Ré vào đây đi. Rén. Mìn khoai tây đã trồi lên rồi. Đó, kìa. Viên đạn sẽ được hóa lửa nhá. Cho một cái cây vào đây nữa. Không biết cái gốc cây này gì dưới nước nhỉ? Bởi vì nó có cái rễ cây nhỉ? Nó gì để dưới nước nhỉ? Mình nghĩ là chắc là được ấy. Chắc là được nhỉ? Cherry bomb này mình ít khi dùng lắm. Ok, đậu ba đầu. Rất là cần thiết để thêm một cái lấm khoai tây nữa. À, bom khoai tây. Ok, chúng ta thử xem nó có thể trồng dưới nước nhá. Ô, trồng được rồi. Ngon. Cái rễ nó cắm vào cây bèo. Tất nhiên là thì nó sẽ không đủ sức bởi vì con zombie đến quá gần rồi, nên mình dùng thêm cây bom khoai tây nữa cũng là rất là hợp lý. Cần thêm độ ba đầu nữa. Nó ăn mất cây kia của mình rồi. Ok, như vậy là kết hợp với cây đậu lửa này thì sẽ là 4 viên đạn. Wow, một sức công phá tuyệt vời đấy. Vừa bị ăn mất một cây đậu lửa, một cây gốc cây lửa xong. Mình nhớ không biết kết hợp với đậu băng như thế nào nhỉ? Mình xem trên mạng thì mấy cái ông mà hay test ấy thì nó sẽ biến đậu bình thường thành biến đậu băng thành đậu bình thường hạt cái viên đạn ấy. Đợt lão đầu tiên đã đến, đợt con zombie cầm cờ nó sẽ gọi đàn em đến. Vẫn phải thêm hoa đi.
cái gì ấy, cái tiếng gì đấy? Cho mày chết luôn này. Cái tội kêu. Thêm bèo. Thêm một gốc cây lửa nữa. Mỗi hàng chỉ cần trồng một gốc cây lửa thôi. Trồng hai gốc cây lửa thì một viên đạn bay qua hai cái đường lửa đấy thì nó vẫn thế. Úi giời. Không sao, không sao, không sao. Thêm cây bèo nữa để cho nó nhảy nhảy qua. Cái con zombie kia vẫn phải chết thôi. Trồng một cú, trồng đi vào lòng người này. Thật sự là buồn cười. Thêm một cây bèo nữa nha. Đấy, 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 đấy. Nó kêu kêu. Tiếng này tiếng của con cá heo nhỉ. Nó sẽ bơm cái heo, nó sẽ nhảy qua đấy. Lại hốc. Thề luôn hốc. Hốc nhanh thật đấy. Là mình mất đi một cây lửa. Gốc cây lửa. Độ ba đầu. Ui dồi, nó bắn này. Nhìn mọi người nhìn cái đám zombie này bị nó bắn kìa. Đạn lửa bay rất là sát thương rất là lớn. Chỉ với ba cái đậu thôi. Mỗi hàng ở đâu 6 cái đậu. Chúng ta bao quát được cả cái sân rồi. Kêu này. Nại ăn. Ok, quấn một con xuống này. Sợ phải ăn nhanh ấy nhỉ. Ok, chúng ta đã lấy được cây đậu, cây gì nhỉ? Hạt ốc chó khổng lồ. Standard. Ok, chơi tiếp thôi nào. Wow. Kimbachia. Có cái cỗ xe bò. Tất nhiên là phải dùng cây này rồi. Cây này, ba cây mà chúng ta luôn có. Ớt cây cháy nhà đi. Bông hoa. Băng đi nhỉ. Không thể thiếu được cây bèo. Ok, let's go. Bông hoa mặt trời, hoa hướng dương. Mấy ông test ở phiên bản 2 thì thấy là nó sẽ biến thành đạn bình thường. Mình sẽ test ở phiên bản 1 xem nào. Cục quên mất. Màn này không dùng thì chết rồi, không mình có mang cái đậu, mình có mang lấm khoai tây đâu nhở? Chết rồi. Ôi cho mày ăn đi. Ăn được sang năm nhá. Không khóc nha. Cái hạt ốc chó bình thường nó đã trâu lắm rồi, thêm cái ca nút này, hạt ốc chó khổng lồ này nữa thì chắc ăn được sang năm thật đấy. Còn muốn lo ngại về cái mấy con zombie mới chỉ trồng được ba cây hoa thôi. Bắt buộc mình phải trồng đậu băng luôn. Hơi sai khi không mang lấm khoai mì mà mình lại mang những cái cây đắt, quá đắt như này. Zombie tiếp theo nó ra rồi. Giờ chỉ có đậu băng mới có thể diệt được nó thôi. Hai cái mặt trời nữa. Lở đi. Con zombie đi đến giữa sân thì mình vẫn còn giết thịt nó. Đây rồi. Đậu băng làm trận rất là tốt. Bây giờ thứ mình cần đó là cây đậu ba đầu. Hoặc là mình có thể dùng ớt cây cháy nhà để diệt nó ngay lập tức. Và phần mặt trời còn lại mình tập trung vào trồng hoa. Đúng là toang thật đấy. Cho mày ăn đi. Mình sẽ phải dùng những cây ớt thôi. Sổ cháy 9 hàng 9 ô.
Úi giời, nhầm. Thôi kệ đi. Chỉ có thể dùng được đậu băng này cũng là mệt thật đấy. Lại thì dùng một con đậu băng nữa, buồn quá. Thôi cho nó ăn đi, cho nhanh. Mình muốn trồng một cây đậu ba đầu. Tôi sai lầm khi không mang khoai tây mì. Dùng ớt cay nhỉ, được phết nhỉ. Vẫn cố tình trồng hoa. Biết làm sao bây giờ. Thôi kệ đi, cứ để cho nó tanh thêm một lúc nữa. Trước khi dùng đậu ba đầu mình sẽ dùng cái này. Và nào nhỉ, một con này đi để cho nó bắn đi. Đậu ba đầu mình có thể dùng trồng sau. Cái bèo. À đâu, không phải, cái này không phải là bèo. Cái này là lá gì nhỉ? Đây rồi, đậu ba đầu không? Lá là gì nhỉ? Lá hoa sen. Ôi, cứ tưởng là bèo ạ. Mình hay quen gọi đấy. Ui, đã có zombie kia rồi. Chết rồi. Ui, đậu băng. Trồng nó nhăn nhăn ạ. Cần một cái đậu ba đầu nhỉ. Ui. Đâu rồi, zombie trên kia ra đi. Xem nó thành, ui, nó thành hạt bình thường kìa. Ui, nó thành hạt bình thường mọi người ạ. Tôi chết rồi. Thôi chết cha rồi. Ngu dữ. Ui giời ơi, sao lại thế này? Sao trông lại như thế này? Ôi, chúng ta sẽ mất một cái máy cắt cỏ vậy. Ngu quá. Ngu ơi là ngu à. Ui giời ơi. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Đẩy cái này đi, cho cái đậu băng vào, làm chậm nó. Mà này trồng cây hơi sai. Nói chung là màn này mình chỉ phá nó chủ yếu thôi. Mình dùng cây băng kết hợp với phá nhỉ. Con ớt nó có cháy được trên mặt nước nhỉ. Bùm, cháy được kìa. Thanh niên nhảy lầu. Có kê đậu lửa rồi. Đậu băng này lên trồng trước cái cây gốc cây lửa này thì nó sẽ tối ưu được khả năng làm chậm. Rất là ok. Quay lại trồng hoa nào. Đây chính là mục đích trồng cây của mình. Mấy ông cứ trồng kiểu một hàng hoa này, rồi lại một hàng hoa này, một hàng đậu này, xong hàng đậu băng này, xong một hàng gốc cây lửa này, nhìn nó rất chi là bình thường. Thực sự là nhìn nó không được gọi là gì nhỉ? Nhìn nó ừ thì nhìn nó cũng đẹp đấy, nhưng mà nhìn nó bình thường quá. Ok, mình đã đặt sẵn một cái bèo đây rồi, cho nên nó nhảy qua nó sẽ bị giữ chân lại. Rất là lại ăn cây kia, hay quá, không ăn kịp. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào đậu ba đầu mà thôi. Lá cờ tiếp theo cũng sắp đến rồi. Mình sẽ bảo vệ cái hàng mà không có cái máy cắt cỏ ở đây. Thật cứng chắc. Mình sẽ chỉ cho hai cái gốc cây lửa đây, xem đạn nó vẫn thế nhá mọi người nhá. Không hề tăng một chút gì cả.
Rồi ôi, sai lầm quá khi mà trồng cái gốc cây lửa ở đây. Có lẽ là mình nên tẩy cây băng này đi nhỉ? Hoặc là tẩy cây lửa đi nhỉ? Quá hợp lý luôn. Trồng vào đây nhỉ? Đợt sóng xung kích, sóng zombie đầu tiên. Tôi cần thêm mặt trời. Đây rồi, đây rồi. Con zombie tạo cái băng này là để cho mấy con zombie trượt tuyết đấy. Đó, các dân chơi trượt tuyết này. Trượt tuyết này. Mình đợi cho nó vào xong bắt đầu mình mới dùng. Nhảy lầu tự tử à. Trồng cây không có khoa học. Đó là do mình cố tình trồng đó. Test các khả năng của các cây đậu kết hợp với gốc cây lửa này cho mọi người xem. Còn nếu mà cây đậu 4 lòng ấy mà kết hợp với gốc cây lửa thì sẽ này. Có nghĩa là nó bắn một phát là chết luôn. Khủng khiếp chưa? Đâu một phát hơn một chút. Chúng là không đáng bao nhiêu. Đã vào đây rồi kìa. Đậu khổng lồ ạ. Ăn vào đây. Ô, cái con zombie nhảy kia nó không gì được qua đây nhỉ? Phải bảo vệ được cái con đậu ba đầu này bởi vì sao? Nó rất là đắt. Giá 325 không hề rẻ chút nào. Mặt trời chúng ta đang rất là hiếm hoi bởi vì những sai lầm tuổi trẻ của mình. Chúng ta phải đối phó thế nào với cái gốc cây, với cái xe trượt băng kia đây, khi mà động ớt cay của chúng ta đã chết mất rồi. Ủa, nó cán chết không kìa. Tôi không trồng được vào cái đường băng này nhỉ. Mình cần cây đậu lửa. Mình cần một cây ớt, tôi chết rồi. Chết tôi rồi. Tôi chết tôi rồi. Trời ơi. Đấy, phải thế chứ. Tôi cần đậu ba đầu. Mình sẽ trồng một cây đậu ba đầu tít vào trong này. Các màn chơi của chúng ta càng khó rồi. Ok. Kim cương. Kim cương là tăng tận 1.000 vàng á mọi người ạ. Final way. Way như là màn chơi. Way cuối cùng. Đường băng càng dài chúng nó sẽ trượt càng xa. Làm sao để chúng ta qua được những màn chơi như thế này đây? Rồi ăn đi. Trồng vào đây. Đây rồi. Ok. Dã cho nguôn cái đậu vào đây thì có mà ăn được sang lắm. Làm nào bây giờ nhỉ? Cho cái đậu lửa ở đây đi. Mình cần đam hơn là cần làm chợ. Diệt nó nhanh. Ủa, đâu rồi? Hello, we are howling the zombies. Ok, video của mình đến đây cũng là rất dài rồi, phải lên kết thúc. Tạm biệt mọi người những video sau. Và đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Và chia sẻ video cho mọi người cùng biết đến kênh mình nhé. Tạm biệt mọi người.